Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Xe máy Thành Tâm. Mình là Thủy. Thì Thủy nghe nói gần đây là tình hình dịch bệnh cũng đang ổn định lại rồi. Mọi người đang bắt đầu đi học, đi làm lại. Thì để phục vụ cho nhu cầu di chuyển của mọi người á, thì hôm nay Thủy sẽ giới thiệu cho mọi người một con xe máy đáp ứng đủ tiêu chí là gọn nhẹ nè, linh hoạt trong phố. Đó chính là con Honda Vision 2018 này. Với dòng xe Vision á, thì bên cửa hàng xe máy Thành Tâm thường xuyên về hàng cũng như là có rất là nhiều màu khác nhau. Thì mọi người nếu như mà muốn tìm một cái con Vision nào đó màu khác không phải là màu đen cam này thì mọi người có thể inbox hoặc là liên hệ trực tiếp cho Zalo số điện thoại của Thủy đang hiển thị trên màn hình. Thì tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đi chi tiết qua con xe này ha. Mọi người vừa cùng mình đi qua chi tiết về con xe này. Đây là Honda Vision đời 2018 đang được bán tại cửa hàng xe máy Thành Tâm với giá là 28.500.000. Thì đối với những khách hàng ở xa không thể tới trực tiếp tại cửa hàng thì bên mình vẫn có thể là giao xe online, cũng như là mọi người cứ liên hệ Zalo, cái số điện thoại của Thủy đang hiển thị trên màn hình. Thủy sẽ gửi ảnh và video chi tiết cho mọi người. Sau đó mọi người thấy thích á thì mọi người có thể cọc cho mình một ít, rồi tài xế của mình sẽ giao xe về cho mọi người. Mọi người kiểm tra xe đúng hiện trạng thì mình sẽ thanh toán phần còn lại. Bên cạnh đó thì tại cửa hàng xe máy Thành Tâm vẫn hỗ trợ trả góp việc hồ sơ online. Mọi người thắc mắc chi tiết thì cứ liên hệ số điện thoại của Thủy đang hiển thị trên màn hình ha. Cảm ơn mọi người đã xem video tới đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Xin chào.